Trước trận đấu này, Manchester United luôn xem St James Park là địa điểm ưa thích của họ bởi trong 5 lần đối đầu gần nhất, Quỷ Đỏ đã bất bại cả 5 trận. Tuy nhiên, sau 90 phút vào đêm qua, Newcastle United đã cho MU nếm trải được thế nào là hương vị cay đắng của St James Park phiên bản Ả Rập Xê Út. Một version Newcastle hoàn toàn khác so với những năm trước đây. Và kể từ khi những ông chủ người Trung Đông lên nắm quyền, chiếc chòe đã thay ra đổi thịt hoàn toàn. Và người ta nhắc đến MU thì ai cũng đều nghĩ ngay đến một đội bóng nào đó ở thành phố Manchester. Tuy nhiên vào đêm qua, khi cái tên United được vang lên, thì chỉ Newcastle United xứng đáng với danh xưng này. Đội hình mà huấn luyện viên Erik ten Hag mang đến vùng Đông Bắc nước Anh sẽ không có sự phục vụ của Aaron Wan-Bissaka do cầu thủ người Congo bị ốm. Ngoại trừ Casemiro, 11 cái tên xuất phát trong sơ đồ 4-2-3-1 đều là những gương mặt quen thuộc. Trong khung gỗ vẫn là David De Gea. Bộ tứ vệ gồm Luke Shaw, Lisandro Martinez, Raphael Varane và Diogo Dalot. Bất ngờ khi Marcel Sabitzer được xuất phát ngay từ đầu. Dù trước đó tiền vệ người Áo đã gặp phải chấn thương trong dịp FIFA Day. Trên bên cạnh Sabitzer là Scott McTominay, trong khi Bruno Fernandes sẽ đảm nhiệm vai trò số 10, hỗ trợ cho bộ ba chơi cao nhất trên hàng công là Whitehouse, Anthony và Marcus Rashford. Ở phía bên kia chiến tuyến, Newcastle không có bất kỳ sự thay đổi nào so với trận thắng Nottingham Forest ở vòng đấu trước. 11 cái tên trong sơ đồ 4-3-3 của huấn luyện viên Eddie Howe bao gồm những gương mặt quá quen thuộc, ví dụ như Nick Pope, Bruno Guimaraes, Kieran Trippier hay đặc biệt là kèo trái Saint-Maximin. Sức ép khủng khiếp được Newcastle United tạo ra ngay từ những phút đầu. Và nếu như Sean Longstaff tận dụng tốt cơ hội của mình sau pha đưa bóng khó chịu của Kieran Trippier, đội chủ nhà đã có cơ hội mở tỷ số ngay phút thứ 7. Thế trận một chiều được diễn ra và phần nào các Manusian đã thấu hiểu được sự khó khăn khi phải thi đấu tại St James Park. Saint-Maximin đã làm loạn hàng phòng ngự Quỷ Đỏ chỉ bằng những tình huống lắc hồng, đảo bóng và xoay trụ. Ngay lúc này, huấn luyện viên Erik ten Hag cảm thấy nhớ Aaron Wan-Bissaka hơn bao giờ hết. Người đã kiểm tỏa được sự nguy hiểm của Maximin trong trận chung kết Carabao trước đó. Sức ép của Newcastle là không ngừng nghỉ, nên may mắn hơn và nếu không có sự xuất sắc của David De Gea, chính chòe đã có bàn thắng mở tỷ số sau hai pha dứt điểm liên tiếp của Alexandre Isak và Sean Longstaff. Thậm chí Jacob Murphy sau đó tiếp tục tình huống bằng cú sút nguy hiểm. Thế nhưng David De Gea vẫn làm chủ được tình hình. Thống kê sau hơn 30 phút đầu tiên đều nghiêng về Newcastle United. Chiếc chòe kiểm soát bóng lên đến 53%, dứt điểm 6 lần và 3 cú sút trúng đích. Trong khi MU chỉ có một cú dứt điểm và chẳng có tình huống nào khiến cho Nick Pope phải trổ tài. Quỷ Đỏ chính xác đang chơi một thế trận rình rập và chờ đợi những tình huống để tổ chức phản công. Với tuyến giữa không có Casemiro, Manchester United thường bị khoét sâu vào trung lộ, nơi mà Sean Longstaff đã cho thấy sự nguy hiểm bằng những tình huống sút xa. Những phút sau đó, cứ ngỡ đội chủ nhà đã có bàn thắng, tuy nhiên mọi cơ hội đều đã bị chiếc chòe bỏ lỡ một cách khó tin. Cú sút bay lên trời của John Willock đã khiến hàng triệu con tim yêu Manchester United gần như rụng rời. Tưởng chừng như Newcastle có thể mở tỷ số sau tình huống này, nhưng thầy may mắn đã đứng về phía Quỷ Đỏ thành Manchester và hôm nay tại St James Park. Newcastle tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng. Việc bị MU trừng phạt trong hiệp 2 là điều có thể xảy ra, vì đó là quy luật của bóng đá. Tuy nhiên nhìn chung, Newcastle đã có hiệp thi đấu đầu tiên làm thỏa mãn những cổ động viên nhà. Một thế trận hay của chiếc chòe và họ đã chơi như thế, họ được đánh giá cao hơn Manchester United. Hiệp 2 bắt đầu song song vẫn là sự chủ động của Newcastle, trong khi đội khách vẫn trung thành với lối đá phòng ngự phản công khá thực dụng. Dù đã có những tình huống khá rõ ràng về phía khung thành của Nick Pope, nhưng hàng công của MU chưa cho thấy sự sắc bén trong khâu xử lý cuối cùng. Anthony Whitehouse khá mờ nhạt sau gần 60 phút có mặt trên sân. Những pha qua người của Anthony gần như là vô hại khi anh phải đối đầu với các trung vệ cao to bên phía Newcastle, trong khi Whitehouse lại quá đơn độc trong những tình huống lên bóng của Quỷ Đỏ. Thế trận bế tắc được huấn luyện viên Erik ten Hag buộc phải đưa ra những sự điều chỉnh. Và hai cái tên gây thất vọng nhất trong quãng thời gian vừa qua là Anthony và Whitehouse đã rời sân, để thay thế là Jadon Sancho hay đặc biệt là sự quay trở lại đáng chờ đợi của Anthony Martial. Tuy nhiên trong lúc hệ thống của Manchester United đang được định hình lại sau hai sự thay đổi người, thì bất ngờ Newcastle có được bàn mở tỷ số sau tình huống đánh đầu cận thành của John Willock xuất phát từ đường thả bóng của Bruno Guimaraes và sau đó Maximin là người châm ngòi cho bàn thắng của cựu cầu thủ Arsenal. 1-0 cho Newcastle trong lúc Anthony Gordon còn chưa vào sân. Erik ten Hag đã nóng mặt sau bàn thua vừa rồi. Chiến lược gia người Hà Lan liên tục nhìn vào tờ giấy đang ghi chép và trao đổi với các trợ lý của mình. Chắc chắn phải thay đổi. Và nếu như tình hình không cải thiện, Newcastle họ sẽ dễ dàng áp đặt thế trận và đẩy MU vào thế khó. Thế nhưng tình hình sau đó cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. MU vẫn khá bế tắc trong đường tìm vào khung thành của Nick Pope.
Thậm chí sự bế tắc đã nổi lên đỉnh điểm khi huấn luyện viên Erik ten Hag quyết định rút bộ đôi trung vệ Lisandro Martinez và Varane nhằm tăng cường thêm nhân sự cho mặt trận tấn công. Fred Facundo Pellistri vào sân và mang theo sứ mệnh có thể giúp đội khách lật ngược thế cờ. Tuy nhiên, chớ trêu thay, đã chẳng lật ngược được thế cờ. MU còn bị Newcastle tung hỏa mù bằng cú đánh trời giáng ở phút 88 sau pha đệm bóng cận thành của Callum Wilson. 2-0 cho Newcastle và mọi thứ dần chấm hết với quỷ đỏ. Cánh chích chòe có được bàn thắng thứ hai chẳng khác là bao so với bàn thắng đầu tiên. Và hệ thống phòng ngự của MU đã bộc lộ điểm yếu sau khi bộ đôi Lisandro Martinez và Varane rời sân. Huấn luyện viên Erik ten Hag và các học trò chắc hẳn đang muốn kết thúc trận đấu này thật sớm và trở về Manchester. Về quãng thời gian còn lại xem như là vô vọng sau khi Newcastle United nhân đôi cách biệt. Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc ống kính máy quay chĩa thẳng vào phía Erik ten Hag. Chiến lược gia người Hà Lan đang cố tỏ ra bình ổn, nhưng bên trong ông đang chứa đựng một đại dương nước mắt. Trận thua xứng đáng của bầy quỷ đỏ và đây được xem là một thất bại quá nặng nề với mức ảnh hưởng đến tham vọng của Red Devils. Thất bại được xem là bài học quý giá để Manchester United có thể đứng dậy ở những vòng đấu tiếp theo. Thà vấp ngã từ sớm còn hơn thất bại ở những thời khắc quan trọng. MU đã khởi đầu tháng 4 bằng trận thua trước Newcastle, cũng giống như đầu mùa. Thầy trò Erik ten Hag thua cả Brighton lẫn Brentford. Tuy nhiên sau đó cho thấy sự trở lại mạnh mẽ của Manchester United. Và bây giờ cũng vậy, lần vấp ngã này có thể giúp quỷ đỏ đứng dậy, nhìn nhận lại mọi thứ khi giờ đây họ đã mất vị trí thứ 3 vào tay Newcastle. Thậm chí cách biệt với vị trí thứ 5 của Tottenham hiện tại chỉ còn 1 điểm. Sau quãng thời gian tạo ra khoảng cách nhất định với các đội bóng bám đuổi, thì ngay lúc này con số đã bị thu hẹp và phần nào vị trí thứ 4 của MU đang bị các đội bóng phía dưới phả hơi nóng cực mạnh. Thực tế đã có những vấn đề trong lối chơi của MU kể từ sau trận thua 0-7 trước Liverpool, rồi đã có được chiến thắng trước Fulham tại FA Cup. Tuy nhiên đó là trận đấu mà quỷ đỏ phải nhờ đến hai tấm thẻ đỏ của Mitrovic và Willian mới có thể giành vé đi tiếp. Hai trận đấu gần nhất tại Ngoại hạng Anh đều là hai trận hòa và nó đã cho thấy dấu hiệu đi xuống của quỷ đỏ. Bộ khung 4-2-3-1 đã hoạt động trong suốt quãng thời gian vừa qua và không có sự thay đổi rõ rệt trong lối chơi, vẫn là những con người cũ. Vấn nạn này đã và đang cho thấy lực lượng và chiều sâu đội hình của quỷ đỏ đang gặp vấn đề. Bruno Fernandes gần như đã hết năng lượng, trong khi Donny van de Beek gặp lại chấn thương. Vị trí tiền vệ không cho thấy được sự ổn định khi Christian Eriksen chấn thương, còn Casemiro liên tiếp phải nhận án treo giò. Ở trận đấu này, zone 14 của MU đã để lại một lỗ hổng rất lớn giúp Maximan và Longstaff khai thác triệt để. Và điều này khiến chúng ta đặt ra một câu hỏi, liệu ai đủ sức thay thế được Casemiro trong 3 vòng đấu tiếp theo? Một trận thua toàn tập của MU trước Newcastle United. Và lúc này, vị trí cho nhóm dự Champions League của quỷ đỏ đang bị lung lay dữ dội. 3 ngày sau, thầy trò Erik ten Hag sẽ quay trở lại sân nhà và tiếp đón Brentford. Đây dự kiến sẽ là mối hiểm họa tiếp theo với quỷ đỏ, khi các thủ Brentford đang thể hiện phong độ ấn tượng cùng vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng. Thực tế, khi nhìn vào lịch thi đấu sắp tới, MU chỉ phải gặp những đội bóng thuộc nhóm mid-table. Tuy nhiên đây là giải Ngoại hạng Anh và mọi chuyện đều có thể xảy ra.